Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Monster Legend. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Ở đây mình được kiếm thêm được 200.000 vàng này. Cái này cái gì đây? Cái Daily Mission. À, chúng ta sẽ có một cái hang động ở cái này. Cái này hôm qua mình đã kiếm thêm được hai viên game nữa từ trong này ra đấy. Chúng ta sẽ cho tiếng nó to lên một chút, tiếng nó hơi nhỏ. Ok, rồi mình sẽ thử lại cái này luôn. Và chúng ta vẫn đang tiếp tục là tuyển thêm thành viên vào trong bang hội nha. Ui, Bichisua, đó chính là con Sauros, con mới à. Một con vua quỷ này. Wow, nếu chúng ta mở được một cái room 60 thì chúng ta sẽ được 370 cái cục xèo của con Sauros. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Mình tí vào ấn vào đá này. 5.000 này, 5 cục óp này anh em. Hai game rồi, chắc mình sẽ dừng lại thôi. Cho nên dừng lại anh em ạ, không nên là chơi nữa, làm gì cả. Cho kiếm thêm hai game là được rồi. Đấy, 16 game ngay, ngon ngay. Hello anh em. Hello anh em. Và chúng ta sẽ xem là có ai muốn vào trong team không. Có một bạn tên là Davis à. Rồi mình sẽ cho bạn này vào luôn này. Chúng ta hiện tại đang có 18 thành viên rồi. Khá là tốt. Chúng ta đang cố gắng để kịp được cuộc đua đây. Không biết có kịp không nữa. Không kịp thì chắc phải để lần sau. Chúng ta sẽ lấy vàng này. Lấy toàn bộ vàng đi. Mình mở cái hòm này trước. Rồi ok. Rồi và mình sẽ mở cái hòm này ra xem trong này nó có chứa cái gì nha. Trong này chứa hết rồi và mình sẽ lấy toàn bộ vàng đi. Trong này. Ok, và mình sẽ lấy tất cả vàng trong này luôn. Chỗ đang có 67,25 M vàng, rất là nhiều. Thoải mái. 13,91. Rồi, ok. Và chỗ này ta sinh sản được hai con này. Cái này chắc chắn sẽ được thêm khoảng 50k, 50 điểm nữa. Mình sẽ bỏ một con này đi. Trong này thì chúng ta được 50 điểm luôn. Ngon. Con Quarim à? Quarim là con gì nhỉ? Quarim là con gì ta? Chúng ta không biết con này con gì luôn đấy. Thử tìm trên mạng xem. Chúng ta sẽ tìm theo Monster Legend. Ở đây rồi. Con này con gì nhỉ? Con Quarim. Đây đây. À, con gấu trúc anh em ạ. Con gấu trúc thôi. Con gấu trúc không biết mình có chưa nữa. 2 giờ nó sẽ được nở ra này. Quarim là một con epic. Con gấu trúc anh em ạ. Rồi không sao, chúng ta sẽ... Con này là live giống cái hôm mà chúng ta muốn live ra cái con legend nhạc rock ấy. Nhưng mà live xịt ấy. Đúng rồi, chính xác là nó đấy. Ok đi, không sao. Cái sự kiện này sắp kết thúc rồi. Ngày mai chắc là cái gratis. Cái graphic này chỉ còn khoảng hơn 2 ngày hay 1 ngày thì phải. Kết thúc đi, chúng ta muốn sang nhiệm vụ khác. Tại vì cái nhiệm vụ này mình không chơi từ đầu ấy. Nên chắc là sẽ khó lấy được mấy con kia lắm. Ok, chúng ta sẽ lấy full vàng chưa. Rồi ok, lấy vàng luôn đi. Rồi đó, chúng ta lấy vàng xong và mình sẽ trồng thêm những cái cây thức ăn ở đây. Đó, như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ sinh sản. Không nghĩa là chúng ta sẽ cho con này nở ra này. 50 con luôn, dĩ nhiên rồi. Trồng cái này, nuôi hai con Thunder sẽ kiểu gì sẽ ra. Chắc chắn luôn. Ở đây thì mình sẽ cho nó ăn thêm này. Để kiếm thêm một vài điểm coin nữa. Để ngày mai nó sẽ giảm giá một lần cuối cùng. Ôi, thêm 50 coin đấy. Ngon chưa? Quá tốt luôn. Hay thật đấy. Ôi trời ơi, bán điểm gì? Nhầm. Chúng ta muốn cho nó ăn lên mà. Đấy, để kiếm thêm được một coin này. Cái này rất là ít thôi. Nó không quá nhiều. Mình có thêm một con chim sấm sét à? Thôi, chắc phải thôi mình bỏ qua. Sợ chim sấm sét dưới này mình cũng có một đống này. Đấy, cho nó ăn lên cũng được. Con này không được rồi. Con này không được, ta sẽ loại bỏ luôn. Con này cũng thế. Cũng không được luôn. Thôi kệ đi. Và chúng ta hôm nay mình sẽ sinh sản thêm cho anh em xem sự lai giống kết hợp giữa những con quái vật với nhau như thế nào. Tiễn mình sẽ lai giống sau để xem là có những con gì nên kết hợp với nhau nhờ. Toàn quái vật trong này luôn.
Ok, chúng ta sẽ vào trong cái phần tiếp tục nhiệm vụ nào. Nhưng không có ai online buổi chiều thì phải. Không thấy ai trả lời mình cả. Daily mission này. Kiếm thêm được một game này. Chúng ta cần phải để dành game. Để dành cho cuộc đua nhá. Cái phần ở phía dưới này thì sao? Đây đây đây. Cái team event đây. Team war ta không thể nào ấn được luôn đấy. Không hiểu. À đây có mà. Có team war mà anh em. Đó, team war có mà. Chẳng qua là anh em không chơi thôi. Đây là team thủ đúng không? Đúng rồi. Đây là team thủ của chúng ta anh em ạ. Chúng ta chơi đến tận lần tấn công. Bên họ là win 415. Bên mình defeat có nghĩa là phòng thủ thành công ấy. Là không lần. Thì mình rất là yếu thôi. Mới thành lập lại mà. Những thành viên cũ đi hết rồi. Ok, chúng ta sẽ vào trong hầm ngục này. Có Herux và có cái này. Herux thì gặp cái con này á, War Master. Con này là War Master Ragnaros. Đấy. Quả trứng của nó đây anh em. Wow. Còn một mắt luôn. Đẹp thế. War Master Ragnaros. Rất là chất luôn. Cho em có thể thử thử nghiệm được con này để xem nó có những chiêu gì. Ủa. Đây là hình ảnh của nó đây anh em. Công mắc, máu mắc và tốc độ là mắc. Sợ thật. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chiêu cuối cùng. Chiêu này là chiêu gì đây? Three Wisher là chiêu gì? Chiêu này sẽ loại bỏ những cái ứng có hại này. Từ từ mình đóng cái cửa cho đỡ ồn. Rồi ok, chiêu này thì nó sẽ hồi 100 máu, 100% máu và 100% stamina cho toàn bộ đồng minh này, loại bỏ những hiệu ứng có hại, những hiệu ứng có lợi của toàn bộ kẻ địch này và gây ra một cái lượng đam magic lên toàn bộ kẻ địch. Ai chà chà. Chúng ta test thử từng chiêu một. Chiêu đầu tiên sao? Chiêu đầu tiên thì kiểu dạng buff vậy, loại bỏ hiệu ứng có lợi à có hại và nó sẽ áp dụng cái hiệu ứng lên đồng minh à. Thử xem. À không, là con này chứ đúng không? Là con này chứ. Con này cơ mà, con này thì nó mới khác. Đúng như vậy. Đây này. Con này hồi máu và hồi stamina thêm extra turn. À. Wow, các nguyên tố này. Rất là bá, mình có thêm extra turn. Mình sẽ có một chiêu nước. Chiêu này thì Mega Fraser khá là ghê. Loại bỏ những hiệu ứng có lợi của đối phương. Thử xem nào. Đấy, đóng băng các kiểu luôn. Còn bị Mega rồi. Mega Fraser bị đóng băng luôn rồi. Càng tốt đúng không? Mình kháng tất cả mà. Mình sẽ bỏ mình có loại bỏ double dam này. Double dam và thêm một cái extra turn cho một turn. Cái này để sau đi. Hợp lý hơn. Mega stun. Cho nên dùng cái tuyệt kỹ ấy, anh em ạ. Chiêu này thì loại bỏ những hiệu ứng có hại. Thêm cái ứng evasion là né tránh ấy, 100% ấy, double dam này. Trời rất là ngon, con này chuyên về một pháp sư búp ấy, các kiểu, wow, các kiểu luôn. Xem nào, tấn công à, tăng dam lên, tăng độ chính xác lên. Con này nó sẽ búp lên anh em ạ, không vấn đề gì. Chúng ta sẽ được cái chiêu Undust. Chiêu này thì nó sẽ cho chúng ta khả năng double dam thôi. Không có gì nhiều cả. Mình đánh thử chiêu này xem. Mega Stun. Ấy. Kháng điều khiển. Ui, sắp chết luôn. Ghê phết nhờ. Rồi, mưa răng anh em ơi. Đấy. Test tất cả chiêu con này luôn. Three Wizard, con này mình chưa có này, có thần này. Cây gậy ngàn năm à? Cây gậy phép à? Có lẽ vậy, hồi máu này, trừ máu và hồi máu cho con này rất khỏe. Đấy chỉ thế thôi, chúng ta sẽ thử chiêu này nữa. Chiêu này thì sao? Chiêu này sẽ chúng ta sao đây?
Cái này thì thêm extra turn à? Vấn đề là chúng ta cái này còn không bút được cơ. Mình cũng không hiểu chỗ này như thế nào luôn. Chỗ này không hiểu lắm, hình như phải hồi sinh hay như thế nào đấy cơ. Chắc là như vậy. Rồi ok, mình đã test thử con này luôn cho anh em xem này. Cái này là chúng ta muốn lấy nó rất là khó. Chúng ta sẽ cần phải có cái điểm ấy kia và phải trải qua những trận chiến này để lấy mảnh này, unlock mất khoảng 40 coin. Ủa. Toàn quái vật rồi sau này. Nhiều lắm, đông lắm, không đánh được ấy. Cái này 40 60 này, 120 phải đánh được hai trận đầu thì mới lấy được cái con này. Phải có team cực kỳ khỏe cơ mới đánh được. Rồi mình sẽ vào trong hầm ngục. Đây những cái hầm ngục chúng ta phải tập trung vào một số hầm ngục thôi anh em ạ. Hầm ngục. Chúng ta tập trung vào hầm ngục game này. Cái này sẽ tầm được khoảng 20 game này, 20 game. Cái này sẽ được một cái viên runner 20 game. Cái này được game không? Cái này thì không được game nhưng mà được xeo trắng anh em ạ. Khá nhiều thứ để chơi. Đây, cái này cũng thế này. 20 game. 23 này, 27. 27. 32, 32 game. Tất cả là nếu đánh tất cả hết thì sẽ được 32 game nhá. Tập trung chơi nào anh em. Lên. Let's go. Team này thì sao? Team này á? Medusa các kiểu á? Chúng ta lựa chọn team khác được mà. Lần trước là team anh đánh rồi. Chúng ta mình sẽ dùng con gì nhỉ? Ở à đây, Prince Shameless. Được, con này đánh được. Có team này đánh được anh em ạ. Toshiro, con này đẹp phết. Ok, chúng ta sẽ búp cho chúng ta cái một cái gọi là hiệu ứng evasion trước. Phải mày đánh đi. Đánh cả ngày luôn. Đây đây, mình tập trung vào một con trước, con này trước này. Con này có lẽ sẽ là khỏe. Cho extra turn cơ mà, đánh thoải mái luôn. Con thứ hai là con này. Đấy, con này khỏe hơn một chút. Và cho có thêm extra turn ngay bây giờ. Đấy, như thế này này. Mình có đánh được thêm khoảng một chiêu nữa. Úi dồi, một phát kill cả ba luôn. Rất ngon nhờ. Trâu thật đấy. Rồi chúng ta sẽ quay cái này để xem cho ra được cái gì. Nào, chúng ta sẽ ra thêm một cú thức ăn khoảng 1.000 phút ở đây. Khoảng 1.000 phút. 3 trận, 3 trên 4 này. Curry. Ok, con này rất là khỏe, rất thích đánh con này luôn. Con này có thể thay đổi được mà. Thay đổi sang con khác cũng được. Con nhiều trứng này. Con shop, Quixote đấy anh em. Quixote đánh nó hơi hơi chuối. Tốc độ rất là tốt, tốc độ tốt nhất hội. Ở đây thì nó sẽ có chip dam nhưng mà có thể sẽ bị điều khiển. Uống thuốc độc. Ôi trời, chết chết rồi, nó bị điều khiển rồi. Con này bị điều khiển rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ tiêu diệt Kaori con này trước này. Con này là con Legendary. Không chịu hiệu ứng luôn. Bó tay nhỉ. Yeah. Mình cứ giết con này trước đã. Bị poison các kiểu luôn đấy. Đấy, ok. Và sẽ tiếp tục là sang Kaori. Mình sẽ con này giết chết cả team mình như này. Không biết thế nào. Rồi, giết được một con đã. Ồ, vẫn có tơ à? Ngon. Chúng ta vẫn có lượt đây. Bây giờ hết năng lượng rồi. Cả quá nguy hiểm. Con này phải đi cùng với một cái con giải kháng ấy, phải đi cùng con voi ấy, rất là hợp. Shocking Dancer, cái này phải dùng trước này. Cũng sẽ là extra turn. Và chém nó phát. Rồi. Mày à, chạy đâu? Wow. Rất là bá luôn. Chúng ta sẽ quay này anh em. Con Toshiro mình cực kỳ thích đấy. Con đấy. Game không? Không có. Được có 1.000 phút thôi. Hai trận nữa à? Khá là xa. Không đi cùng con này cũng được. Con này nó sẽ đỡ lại team cho. Không vấn đề gì. Bọn kia nó yếu mà. Cứ uống thuốc độc đi. Đấy. Lần này thì sẽ không có. Không có cái chuyện là bị điều khiển nữa rồi. Tốt. Giữ con mèo này trước này. Con mèo nó khỏe nhất. Nó Legendary, duy nhất Legendary thôi. Con này nữa. Con rùa là con yếu nhất của nó. Ok boy. Epic quest. Thôi chắc để cho con này đánh phát đi. Không được đánh phát nào cả. Rất là nhọ. Chiêu này thì gây ra một cái lượng đam cực kỳ lớn. Nó được triple đam mà. Đã được triple đam.
Cái này 45% đam, cái này 55% đam, và cái này thì có khả năng 25% cơ hội kill enemy. Quixote đánh nhau với cối xay gió, chuẩn xác đấy. Nào quay số này anh em. Nào 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 nào. Ồ, phục cục xeo của con C ấy. Ok, và chúng ta có Lux Aura các kiểu. Sun Gold level 100, Few Funds, Ebu Win, Gakora, đủ thứ luôn. Con này test xong rồi, chắc có lẽ sẽ đổi ra nhỉ. Con này mình vẫn thích này anh em. Kết hợp với nhau. À, Gup Gang, người sói này. Đúng rồi. Phải cho vào trong này để đánh nhau chứ, đúng không? Group Gang, Epic Quest, con sói. Con này đánh thì là mất hay. Trời, chắc mình sẽ tiếp sau mình sẽ đổi con này sang con khác nhỉ. Shadow Evasion, nó tạo ra một chúng ta một cái khả năng evasion nó kháng đòn ấy cho mình nó thôi. Cái này á, cái này thì đánh với cái hệ Dark Hester, Dark Witchnet, có nghĩa là dùng chiêu bóng tối sẽ khỏe. Kiểu này thì sao? Cái này cần phải xem hệ của bọn này ấy. Con này có hệ sấm sét này, con này thì có hệ lá này. Magic chẳng biết được nữa, thôi kệ cứ đánh đi. Rồi, mình tập trung giết một con thôi. Tất cả các bọn này sẽ dính hiệu ứng Thunder Witchnet nhá. Có nghĩa là gặp cái hệ sấm sét sẽ yếu đi khá nhiều. Ôi Gakura. Chết rồi. Xịt rồi. Thật là vãi trưởng. Mình đã bị dính cái chiêu gì đâu. Thế nhờ sấm sét anh em. Con này không dính nhưng ba con này dính. Tăng đam à. Ui stun. Rồi giết nó đi anh em ạ. Giết con Gakura trước này. Quá nguy hiểm. Ném mũ. Xuyên tâm. Mấy cái con ngựa này. Làm thịt nó thôi anh em. Có hiệp sĩ hoàng tử X ở đây thì làm sao mà sợ được đúng không? Không có sợ gì mà sợ cả. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu là quay. Xem nào, chúng ta sẽ quay ra cái gì đây? Dừng lại. Rồi, chúng ta sẽ ra cái máu level 1. Đó. Bây giờ xem có nhiệm vụ gì chơi hay hay không, mình sẽ chơi thêm. Nhiệm vụ của chúng ta, cái này là cái gì? Mở thôi. Master Patch, ok, có gì không nhỉ? Flash Breeding, một cái nhiệm vụ breeding nhỏ. Hai con này à? Mình có cả hai con rồi. Flash Breeding, con Taiga sẽ kết hợp với con, con này không có, con sư tử mình không có. Ok, chest này phải mua bằng tiền này, không có gì nhiều. Rồi thì chúng ta sẽ kết hợp hai con với nhau nhỉ? Kiểu con gì đây? Chúng ta xem nào. Breeding này. Kết hợp một hit 3 kill. Nhiều con lắm. Có lẽ là mình sẽ kết hợp với con Toshiro này. Với một cái con nào đó. Thật là đẹp nhờ. Được đấy. Toshiro sẽ kết hợp với Frostbite. Không được. Chúng ta Hoàng tử X chăng? Dũng sĩ Bò Tót, Gakura, hai con này đẹp đấy. Voi, bốn tay sẽ kết hợp với Sango, cái này bắn tên kìa. Chạy đâu mất rồi? 18 giờ hả? Chạy mất luôn rồi. Ok, chúng ta sẽ kết hợp mail nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Master Legend. Bye bye.